Theo đó, ông Đinh Hải Sơn bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan chức năng, với trách nhiệm được phân công, ông Đinh Hải Sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng trong đường dây tiến hành sửa chữa, nâng điểm một số bài thi. Ông cũng đã nhờ các đối tượng trong đường dây nâng điểm bài thi cho hai thí sinh, trong đó có một thí sinh là em vợ của ông. Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Đinh Hải Sơn.